Chương trình có sự tham dự của gần 20 người là các cựu chiến sĩ Hải quân Việt Nam và gia đình các liệt sĩ liên quan đến trận hải chiến Gạc Ma. Trong không khí xúc động, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ về những ký ức bi hùng không thể nào quên cách đây 26 năm. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa nhằm vận động ủng hộ để xây dựng đền tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo đá Gạc Ma. Đây là hành động nhằm tri ân công lao của các anh, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những hy sinh mất mát để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ thân nhân 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và những chiến sĩ còn sống giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ con em các liệt sĩ có điều kiện tốt nhất để học tập và trưởng thành. Đến thời điểm này, cuộc vận động đã nhận được sự đóng góp hơn 1 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân trên cả nước.